Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 10 tháng 1, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón gần 18.000 học sinh lớp 9 và hơn 12.500 học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp, sau một học kỳ phải học trực tuyến tại nhà vì dịch COVID-19. Sau 2 tuần, việc dạy và học trực tiếp tại các trường dần đi vào nề nếp, công tác phòng chống dịch được các trường thực hiện đúng theo phương án đã chuẩn bị, qua đó đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò. Trường Trung học cơ sở Phước Thắng, phường 11, thành phố Vũng Tàu có 541 học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp. Trong 2 tuần đón học sinh trở lại học trực tiếp, các biện pháp 5K luôn được nhà trường thực hiện nghiêm hàng ngày, kết nối chặt chẽ với gia đình, phụ huynh. Sau một tuần học, trường phát hiện 2 học sinh dương tính với COVID-19. Nhờ đã chuẩn bị và diễn tập trước các kịch bản ứng phó với các tình huống phát hiện có ca F0, nên trường đã nhanh chóng phối hợp với y tế địa phương kịp thời truy vết, cách ly 2 học sinh F0 và 7 học sinh F1, không để dịch lây lan trên diện rộng. Đến nay, các học sinh F1 đã có kết quả âm tính lần 1. Mỗi ngày đến trường là chúng tôi đều có cử giáo viên trực đo nhiệt độ học sinh hàng ngày. Nhân viên phục vụ thì dọn sạch sẽ trước và sau mỗi buổi học. Và học sinh bị F0 thì các con phát hiện được từ ở nhà. Thì ngay lập tức là nhà trường báo cho bên trung tâm y tế, báo cho bên phường và làm văn bản báo về phòng giáo dục. Và yêu cầu học sinh đó, gia đình em đó cùng báo cho cái trưởng ban phòng chống dịch của địa phương. Và yêu cầu là gia đình đó tự cách ly. Đồng thời những F1 là cùng tự cách ly ở nhà. Em cảm thấy là công tác phòng chống dịch ở trường em diễn ra khá là tốt. Và trước khi vào trường thì mỗi học sinh đều được khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Và bản thân chúng em là những học sinh thì luôn cố gắng chấp hành tốt và nghiêm túc các biện pháp 5K. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 352 học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp. Thực hiện nghiêm ngặt phương án phòng chống dịch đã được phê duyệt. Sau 2 tuần dạy và học, trường chưa ghi nhận trường hợp giáo viên hay học sinh nào dương tính với COVID-19. Với đặc thù mỗi lớp chuyên chỉ khoảng 30 đến 35 học sinh, nên lịch học của các em được trường tổ chức bình thường theo kế hoạch đầu năm học. Được trở lại trường học trực tiếp, các em học sinh cũng yên tâm hơn cho kế hoạch ở năm học cuối cấp của mình. Em cảm thấy là việc được trở lại trường sau khoảng thời gian dài học online, đó là một cái niềm hạnh phúc đối với tụi em, bởi vì khoảng thời gian học online thì chúng em có khá nhiều cái trắc trở và cũng như là khó khăn trong cái quá trình học tập, thì được quay trở lại trường sẽ giúp chúng em có thời gian được trao đổi cũng như là được gặp gỡ trực tiếp với các thầy cô ở trên lớp, và việc đó giúp ích cho chúng em rất là nhiều trong cái kỳ thi sau này. Qua 2 cái tuần học trực tiếp thì hiện tại cái công tác dạy và học đã đi vào nề nếp, tạo được cái sự hứng khởi cho học sinh và cả giáo viên. Trong 2 tuần vừa qua thì chủ yếu nhà trường tổ chức ôn tập lại các cái kiến thức cũ đã học trực tuyến ở học kỳ 1 nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và tạo cái động lực, cái hứng khởi trong cái thời gian học trực tiếp. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, trong 3 ngày đầu trở lại trường, tỷ lệ học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường đạt 92%, số còn lại học trực tuyến. Đến ngày 20 tháng 1, tỷ lệ học sinh lớp 9 đến trường đạt 94%, học sinh lớp 12 đạt 89%. Bậc trung học cơ sở có 24 học sinh lớp 9 thuộc diện F0, qua truy vết trong lớp học có 195 học sinh F1, 3 giáo viên là F0. Bậc trung học phổ thông có 10 học sinh lớp 12 thuộc diện F0, qua truy vết có 377 học sinh F1, 6 giáo viên là F0. Đáng lưu ý là tất cả các học sinh F0 đều do gia đình phát hiện ở nhà, do liên quan đến các thành viên trong gia đình có người là F0. Đến nay, ngành giáo dục chưa phát hiện học sinh và giáo viên bị nhiễm COVID-19 trong quá trình dạy và học ở trường. Theo thống kê của ngành giáo dục, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đủ 2 mũi đã đạt tỷ lệ 99,66%, mũi 3 đạt tỷ lệ 34%. Tổng số học sinh từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vaccine đủ 2 mũi đạt tỷ lệ 95%. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các trường phối hợp y tế địa phương
tiêm vét cho số học sinh chưa tiêm đủ 2 mũi theo quy định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 23 tháng 1, đồng thời có công văn gửi Sở Y tế tiêm bổ sung cho học sinh vừa đủ 12 tuổi khi bước sang năm 2022 với khoảng 7.000 em. Nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi ngành giáo dục rà soát chuẩn bị tăng quy mô học sinh đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán,